Hy vọng mọi người đừng tàn phá thiên nhiên, đặc biệt là những khu rừng ngập mặn. Đừng để người ta đô thị hóa rừng ngập mặn. Người ta thật ra cũng không có nhiều tiền lắm đâu, nên người ta phải vay mượn tiền để làm đô thị hóa, để kiếm được nhiều tiền hơn, rồi để xây dựng lên những căn nhà cao ốc. Để làm chi? Để người ta, đó là cách người ta làm giàu nhanh nhất. Mà giàu lên vậy để làm chi? Phá hoại tài nguyên thiên nhiên của đất nước, mang tiếng là tỷ phú này kia để làm chi? Đúng không anh chị? Chỉ là phá hoại thiên nhiên để làm giàu cho bản thân thôi. Tỷ phú thật sự à? Nếu quý vị để tôi thành tỷ phú thật sự, tôi sẽ chế ra một cái hệ thống xử lý rác thải. Tôi sẽ biến thiên nhiên màu mỡ hơn. Tôi sẽ trồng các loại cây để tạo ra thực phẩm để cúng dường cho quý vị. Tôi cũng không cần chùa đâu. Quý vị tự bản thân quý vị có thể tu tập thành Phật. Chỉ còn cần có thiên nhiên là quý vị có thể tu thành Phật rồi. Không cần xây dựng chùa chiền gì đâu. Đây là thiền viện của tôi. Đây là chùa của tôi trong rừng ngập mặn. Khi chúng ta ăn chay, chúng ta yêu quý các loài vật khác, chúng ta bảo vệ môi trường sống xung quanh. Tới rồi hả? Một cái đời sống của chúng ta sinh ra đời và làm những việc có ích cho môi trường, thiên nhiên và động vật. Chúng ta đối xử bình đẳng với các loài vật là chúng ta có tất cả đó quý vị. Em nói thiệt nha mấy anh người nam, bây giờ mấy anh yêu mấy chị người nữ mà mấy chị không yêu thôi kệ đi. Mấy anh đừng có lấy vàng ra để thử mấy chị nữa. Rồi mấy chị cũng đừng có lấy nhan sắc ra để thử mấy anh nữa. Đến được với nhau thì đến, không đến được thì thôi. Đừng làm khổ nhau bằng cách tàn phá thiên nhiên, động vật để vì nhau, cùng nhau tạo nghiệp bất thiện với tự nhiên. Mấy anh có thể làm tất cả mọi thủ đoạn để chăm lo cho mấy chị được hạnh phúc. Mấy chị có biết mấy anh khổ lắm không? Mấy anh phải làm cái nghề để kiếm sống vất vả để nuôi mấy chị, cho mấy chị make up làm đẹp chân diện bằng việc tàn phá thiên nhiên, động vật, tạo ra nghiệp chướng với biết bao nhiêu loại luôn á. Hôm nay em phóng sanh giải cứu động vật trong tự nhiên để cho anh chị thấy cái cảnh đẹp thiên nhiên nó như thế nào. Em bắt đầu chuyên môn nha.